Chào các bạn, chúng ta sẽ làm đề kiểm tra 15 phút phần oxit và axit. Đề số 5. Chúng ta tiến hành làm câu 1. Cho các oxit sau, hóa là oxit tác dụng được với HCl là HCl chúng ta là một axit. Mà oxit tác dụng được của nó là oxit kim loại, có kim loại là nhận hết. Được chưa? Như vậy trong trường hợp này mình có 3 thằng nằm ở cụ D. Phương trình như sau: BaO cộng cho HCl để tạo thành BaCl2 cộng cho H2O. Đây là phần trao đổi, nó sinh ra nước chắc chắn là sẽ ra. Tiếp tục, ZnO cộng cho HCl để tạo ra ZnCl2 cộng cho H2O. Và cuối cùng Na2O cộng cho nước CL cộng cho HCl để tạo ra NaCl cộng H2O. Chúng ta đến câu 2. Ở đây chúng ta có CaO và ZnO. CaO chúng ta là oxit 3 giơ tan. ZnO chúng ta là oxit lượng tính. Chúng ta biết là oxit lượng tính và oxit 3 giơ tan thì oxit 3 giơ tan chúng ta là tác dụng được với nước. Do đó có đúng ở đây mình chọn là câu C. Cho vào hydro thì hai thằng không phản ứng. Thằng này cả hai đều phản ứng nhưng không hiện tượng. Tạo thành CaCl2 tan cộng cho nước. Không có thay đổi màu sắc. ZnCl2 tan cộng cho nước. CO thì không. Có đúng là câu C. Khi cho vào nước thì cái thằng CaO chúng ta tan trong nước, còn ZnO thì không. Chúng ta đến câu 3. Cho các chất sau, hoặc là oxit tác dụng được với nước là oxit tác dụng với nước thì chúng ta có hai loại, đó là oxit axit và oxit 3 giơ tan. Chúng ta liệt kê 5 loại này là xong. Oxit axit gồm có CO2, SO2, SO3, N2O5 và P2O5. Còn oxit 3 giơ tan ở đây gồm có Na2O, K2O, BaO, CaO và Li2O. Như vậy đây. Bỏ. Bỏ. Được hết, có đúng là câu C này. Câu này câu D đúng hơn em ơi. Câu D đủ hơn này. Câu D là có SDO, cái O2 nữa. Được chưa? Như vậy câu đúng rồi, nhất ở đây là câu D nha. Rồi, chúng ta đến câu 3. Chất điều chế được SO2. SO2 chúng ta phải đi từ muối SO3. Được chưa? Hóa chất dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm là đi từ Na2SO3. Có đúng là câu này. Cái thằng này cũng thể điều chế được SO2, nhưng mà cái thằng Na2SO3 được dùng nhiều hơn. Đây, trong sách giáo khoa có ghi. Chúng ta đi tới dùng và axit mạnh hơn nó là HCl. Bản chất là natri kết hợp với clo để tạo thành NaCl. Cộng cho gì? H kết hợp với SO3 kém bền biến thành SO2 và H2O. Được chưa? Chúng ta đến câu 5. Dung dịch axit lỏng màu tím đổi sang màu gì? Anh đỏ, ba xanh. Chúng ta đến câu 6. Chúng ta đến câu 6 nè. Sản phẩm khi cho CO2 tác dụng với thằng này là, chúng ta nghe kỹ. Sản phẩm sinh ra khi cho hai thằng này tác dụng với nhau. Ở đây chúng ta sẽ chọn có đúng là câu A. Ở đây người ta phải nói rõ hơn. Ở đây thầy cho đề rõ hơn này. Ở đây cho thằng này dư đi. Chứ với bài này nếu mà nó không không như thế này thì hơi khó. Được chưa? Sẽ tạo thành CaSO3 cộng cho H2O. Có đúng là câu A. Chúng ta đến câu 7. Cho SO3 tác dụng với nước được 200 ml dung dịch axit sulfuric. Yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của dung dịch thu được. SO3 này cộng cho H2O này để tạo thành H2SO4 này. Cái này là 4 gram này. Về dung dịch ở đây để cho chúng ta là 0,2 lít. Nồng độ mol đang tìm. Nồng độ mol cho là x đi. Như vậy mình có mol SO3 bằng mol H2SO4. 4 chia cho 32 cộng 16 nhân 3 bằng 0,2 nhân x. Được chưa? Mol sẽ bằng khối lượng chia khối lượng mol và gì? Bằng CM nhân V dung dịch. Từ đây em sẽ tìm được x bằng bao nhiêu. Rồi, x bằng bao nhiêu em ơi? Ở đây mình tính được là x bằng 0,25 m. Như vậy cũng đúng, đây mình chọn là câu A.
Chúng ta đến câu 8. Cho các oxit sau, oxit bazơ là, chúng ta nhớ thầy là oxit bazơ được chia thành hai loại, oxit bazơ tan và oxit bazơ không tan. Oxit bazơ tan gồm có cana ba kali, được chưa? Oxit bazơ không tan gồm có cửa, hàng, sắt, bạc, magie. Được chưa em ạ? Như vậy trong trường hợp này 1 2 3, được chưa? CrO3 chúng ta là oxit bazơ tan luôn em nhé. Riêng crom này, nếu nó rơi vào đây, nó có dạng ba dạng CrO, Cr2O3, từ và CrO3. Chú ý câu này là câu khó em nha. Thằng này không phải. Thằng này là oxit bazơ ta không tan này. Đây là oxit lượng tính này và đây là oxit axit. Câu này câu khó. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ có ba chất thôi. Có đúng là câu A. Được chưa? Như bạn tính chế độ nữa. Chế độ chúng ta là oxit lượng tính. Thằng này là oxit lượng tính. Được chưa? Câu này câu khó. Chúng ta đến câu 9. Cho 12 gam hỗn hợp gồm có đồng và kẽm tác dụng với HCl thu được khí hydro, khối lượng đồng và kẽm lần lượt là. Chúng ta biết là kẽm và đồng thì chỉ có kẽm tác dụng với HCl thôi. Vì đồng chúng ta đứng sau hydro không tác dụng để tạo ra ZnCl2 cộng cho H2. Cân bằng đây là 2. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đổi cái thằng này sang mol. Em lấy 2,24 chia cho 22,4 thì số mol đây không 1 mol, chuyển qua đây là 0,1 mol. Khi đó em tính được khối lượng kẽm lấy 0,1 nhân bờ lớn hắn là 65. Ở đây mình tính được là bằng 6,5 gam. Do tổng hai thằng này là bằng 12 gam. Như vậy khối lượng đồng bây giờ bằng 12 trừ đi 6,5. Chúng ta tính được là bằng 5,5 gam. Như vậy 6,5 và 5,5 thì nó sẽ nhận kết quả khác. Có đúng là câu D. Rồi chúng ta đến câu cuối cùng, câu 10. Số chất tác dụng được với H2E4 là H2E4 chúng ta là một axit. Đây là oxit bazơ không tan. Oxit kim loại là được hết này. Oxit kim loại được hết này. Kim loại natri đứng trước hydro này. Thằng này là gì? Thằng này là bazơ này. Bazơ và axit là không đổi trừ chung. Đây là oxit axit bà con không hưởng. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có 4. Có đúng là câu D. Thế thôi. D này thì không có khó. D này có 15 phút à.